kênh Tuổi Thơ TV. Ở đây này xin ơi, hôm nay mình sẽ đi lấy hạt sét về cho Nhận Thành với các bạn nhỏ nha các bạn. Không, cho anh đi, cho anh bên móc. Xin ngồi phía sau lưng anh Lúa đi xin. Ừ. Để anh Bên móc chung hết trơn đi rồi lên cho anh chơi. Khô khô á Bên ơi. Khô khô á, ướt quá, hồi mình nắng không có được, nó phải khô mình mới nắng được. Cái đó quá ướt rồi. Lấy trên mé nè, trên mé nè. Trên mé nè. Đó, vô chiếc chân con đạp á, chỗ nào mà lún xuống mà không có nước á. Ừ, lún xuống mà không có nước là được. Ướt chút xíu, ướt chút xíu, ướt hơn nước xíu. Hồi cái đó mình thêm nước cũng được nữa. Ủa nháo nhẹt. Hấp đây cái gì lên rồi bốn người chơi luôn mà nhiều nhiều đi xe nào không có chạy té. Rồi xe đi về lối đi lên. Được rồi bên đây, lên bên đây. Cái đó con móc gì nhão nhẹt à? Cái đó con cạo nhão nhẹt à? A few moments later. Do lúc nãy lấy đất sét bị té nên giờ Bên phải tắm trước nha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giờ lẹ đi ngủ ha. Con có ai đẹp nhất là người lấy chiến thắng. Rồi bây giờ ai muốn con gì? Con muốn nắng con gì? Bây giờ mỗi người nắng con ha. Ai đăng ký nắng con gì đây? Con. Biên nắng gì? Con. Biên mặt con. Rồi một hồi nắng ra không biết con gì luôn. Tiên nắng con gì? Con nắng gì? Rồi lúa nắng con gì? Hả? Lúa nắng con gì? Con biết là đá chi gì? Lúa nắng sao? Cùng hả? Rồi, nhốt nó con trâu nha. Con đạp cái gợn, ném con bò. Giọng cười này đưa vô phim thôi. Đâu lúa, lúa ngước lên cười như mới nãy rồi. Chỉ có 10 phút thôi nha. 3 phút cho 10 phút thời gian, 10 phút để nắng thành hình con vật mình đăng ký. Nope. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn đỏ còn câu bữa vậy trời. Nắng con gì mà đạp bẹp bẹp đi trời. Trời. Một con trâu đất sắp chào đời nha các bạn. Rồi chuẩn bị quay phim tác phẩm của ta đây. Con trâu của mình hoàn thành nha các bạn. Con trâu của mình đây. Chị ngốc của con xong rồi. Bố ơi. Này được chưa chị ngốc? Bố sao có làm được trâu vậy? Chỉ con làm bầu rồi đi. Nè nè Dương Úc, Dương Úc đổi lại làm người nè, đang nằm nè. Ừ. Đó. Nhìn nè, đẹp hơn của Dương Úc luôn. Dạ. Ôi, cái bập. Đây, chim cánh cục của cô Sen đây. Cô Sen cầm đi. Không đây, Sen. Nè, Sen cầm đi. Mà không có mắt. Đây là con chim cánh cục của cô Sen nha. Đây, để kiểm tra coi. Ồ, cũng giống dữ ta. Xem video nhớ bấm like, share và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn.